Cùng với cập nhật thông tin từ hệ thống công đoàn trực thuộc, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh kết nối liên lạc với đoàn viên, người lao động gặp khó khăn để chủ động hỗ trợ kịp thời. Chính sự linh động trong triển khai các giải pháp đã giúp cho tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn càng sâu sát, gần hơn với đoàn viên, công nhân lao động của mình. Ngay sau khi tiếp nhận tin nhắn cần hỗ trợ của một số công nhân đang ở trọ trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, gửi vào nhóm Zalo của tổ chức công đoàn, thông tin này đã nhanh chóng được xác minh và 20 phần quà lương thực thực phẩm thiết yếu đã được cán bộ công đoàn trao đến tận tay người lao động. Em cũng có gửi tin nhắn hỗ trợ nhờ Liên đoàn Lao động hỗ trợ giùm, và Liên đoàn Lao động cũng đã hỗ trợ kịp thời cho người dân tụi em. Sau khi mà chúng tôi tiếp nhận được thông tin thì đội phản ứng nhanh sẽ kịp thời chuẩn bị những phần quà cũng như là làm sao mà chuyển được đến người lao động nhanh nhất bằng các hình thức. Một là sẽ chuyển trực tiếp đến người lao động thông qua cái địa chỉ cũng như là thông tin mà người lao động cung cấp cho cái đội phản ứng nhanh cũng như là về Liên đoàn tỉnh qua các nhóm là Facebook, Zalo cộng đồng Bình Dương cũng như là đường dây nóng. Thứ hai nữa là có những nơi thì chúng tôi không đi đến được thì chúng tôi sẽ gửi về công đoàn cấp trên là Liên đoàn lao động của huyện, thị, thành phố để nhờ liên đoàn huyện, thị, thành phố kết nối với các địa phương làm sao mà được những phần quà này đến nhanh nhất đến với người lao động. Với phương châm không để bất kỳ đoàn viên, người lao động nào thiếu lương thực thực phẩm thiết yếu, các cấp công đoàn tỉnh đang làm hết khả năng áp dụng nhiều cách thức biện pháp để chăm lo công nhân lao động của mình. Trong đó, việc phát huy đường dây nóng 0889 287 287 và thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin hỗ trợ khẩn cấp qua các nhóm Zalo, Facebook của hệ thống công đoàn đã tạo hiệu ứng tích cực, nhất là trong bối cảnh thắt chặt giãn cách xã hội. Chúng tôi tiếp nhận những cái thông tin mà người lao động người ta phản ảnh lên xin được hỗ trợ thì chúng tôi nắm bắt và tổng hợp các cái thông tin này là chúng tôi tiến hành là đi đến tận nơi để mà hỗ trợ cho họ để họ cũng yên tâm và để cùng phòng chống dịch. Một ngày mà chúng tôi tổng hợp các cái tiếp nhận các cái thông tin và tổng hợp thì cái cuối buổi chiều thì chúng tôi có được các cái số lượng và thường một ngày thì chúng tôi đi cũng từ 300 mấy đến 400 cái phần quà như thế. Đến nay đã có hàng ngàn phần quà được trao đến tận tay đoàn viên người lao động từ các thông tin tiếp nhận, đề nghị hỗ trợ qua đường dây nóng và các trang mạng xã hội của hệ thống công đoàn. Điều này cho thấy nỗ lực quyết tâm của các cấp công đoàn Bình Dương trong mục tiêu chăm lo, ổn định cuộc sống người lao động, khẳng định thông điệp, ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn.